Ngày 16 tháng 4, thành phố Uông Bí tổ chức xuống đường tuyên truyền chào mừng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4. Chương trình có sự tham gia của gần 40 thành viên câu lạc bộ xe bán tải địa hình Quảng Ninh. Đoàn tuyên truyền đã đi dọc các tuyến phố tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh, loa truyền thanh với các nội dung như lịch sử ra đời Ngày sách Việt Nam, tầm quan trọng của tri thức, sách báo trong sự phát triển của nhân loại, giá trị của việc đọc sách và nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng. Thông qua đó nhằm cổ vũ phong trào đọc sách để nâng cao hiểu biết tinh thần chủ động, tiếp cận tri thức tới đông đảo nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội học tập. Bên cạnh đó, hướng tới chào mừng Ngày sách Việt Nam năm nay, thành phố Uông Bí sẽ tổ chức khai mạc Hội sách Uông Bí năm 2017 tại Thư viện thành phố vào ngày 21 tháng 4. Các trường học trên địa bàn thành phố cũng sẽ triển khai các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách để hưởng ứng Ngày sách Việt Nam.